Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Tin buổi sáng của Cali Today. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 8 Tây tháng 11 năm 2021. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Phát hiện mới về chó, mèo mắc COVID-19 bị lây từ người. Và bài bình luận đầu tiên, nhóm luật gia FSFP kêu gọi Merrick Garland nên từ chức vì không đủ dũng cảm quy trách nhiệm cho Donald Trump. Và bài tin tức về chính trị đó là châu chấu thắng voi. Đó là một thất bại gây sốc nhất của đảng Dân Chủ tại New Jersey. Và một tin COVID-19 liên quan đến công ty Merck và Pfizer đã khởi đầu chương mới trong cuộc chiến chống COVID-19 với loại thuốc viên. Và một bản tin quan trọng khi Quốc hội đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng 1.200 tỷ Mỹ Kim mang lại chiến thắng lớn cho Tổng thống Joe Biden. Và một tin khác, Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa lại cho khách du lịch từ thế giới vào hôm nay 8 Tây tháng 11. Và Quốc hội đang gây áp lực để Tổng thống Joe Biden phải bảo vệ Đài Loan. Và một bản tin ngắn liên quan đến vấn đề vaccine thì quy tắc yêu cầu vaccine của Tổng thống Joe Biden đã bị một tòa phúc thẩm tạm thời chặn lại. Và bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề bà Nguyễn Thị Phương Thảo là ai? Kẻ mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Kính thưa quý khán thính giả, có hai người chủ của hai con vật nuôi trong nhà. Họ đã có triệu chứng viêm cơ tim nặng liên quan đến COVID-19. Và sau đó thì một nhóm chuyên gia tại Anh đã phát hiện những con vật nuôi của họ cũng bị nhiễm biến chủng Alpha. Và đây là điều đặc biệt khi chúng có biểu hiện viêm cơ tim giống như người chủ sau khi mắc bệnh. Trong đó, 7 con vật nuôi trong nhà, gồm 6 chú mèo và một chú chó đã được chọn để xét nghiệm COVID-19 và tiền sử của chúng cho thấy là chúng đã tiếp xúc trực tiếp với chủ nhà đã bị nhiễm COVID-19. Và dựa trên sự quan sát của các nhà chuyên gia khoa học thì họ nhận định vẫn chưa có hiện tượng những loại chó mèo nuôi trong nhà sẽ lây nhiễm ngược lại COVID-19 đến cho con người, mà chỉ có từ con người sang những con vật nuôi thôi. Và một bài bình luận đầu tiên, kính thưa quý vị, nhóm luật gia Free Speech for People, gọi tắt là FSFP, đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nên từ chức vì không đủ dũng cảm quy trách nhiệm cho Donald Trump. Đối mặt với nhiều bằng chứng rõ ràng, đã cho thấy Donald Trump thực sự có tội kích động một cuộc nổi dậy. Nhưng mà Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ công chúng, từ truyền thông báo chí và đặc biệt từ giới luật gia. Một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái đang kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland phải nên từ chức bởi vì rõ ràng ông đã không làm tròn trách nhiệm của mình và không muốn quy trách nhiệm cho một cựu tổng thống Donald Trump và đồng phạm của ông ta vì âm mưu lật đổ chính phủ. Đã cho thấy rằng người được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp là một người sai lầm cho công việc này tại thời điểm này. Theo nhóm Free Speech for People, gọi tắt là FSFP, đã nêu ra trong một tuyên bố hôm thứ Năm, một loạt các nguyên nhân chính đáng mà những cách đó là những bộ trưởng tư pháp đã bị cáo buộc không làm tròn nhiệm vụ của mình. Vào tháng 2, thì nhóm này đã lên tiếng kêu gọi ông Merrick Garland trong một op-ed nên thành lập một lực lượng đặc biệt để điều tra vai trò của Donald Trump trong việc xúi dục bạo động tại điện Capitol. Nhưng theo lời nhóm này cho biết thì sau khi nhận được cái lời yêu cầu như vậy thì ông Merrick Garland đã gạt phăng đi những lời yêu cầu của họ, không đếm xỉa tới. Và nhóm FSFP đã lập luận rằng nếu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland có thiện chí tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc điều tra tội phạm một cách công bằng, đúng luật và đáng tin cậy đối với một cựu tổng thống Hoa Kỳ đã phạm vào những tội quá rõ ràng, thì chắc chắn một bộ tư pháp có thể khẳng định rằng không có bất cứ ai, thậm chí kể cả một cựu tổng thống Mỹ,
Mặc dù Bộ Tư pháp đã buộc tội những kẻ nổi dậy cấp thấp, đã đột nhập vào điện Capitol, nhưng họ đã không dám hành động để chống lại các nhà lãnh đạo cấp cao hơn của cuộc nổi dậy, bao gồm cả chính Donald Trump. Hành động của họ không kém gì những kẻ bạo loạn cá nhân, có thể cấu thành âm mưu cản trở hoặc phá vỡ hoạt động điều hành có trật tự của chính phủ. Và đó là những tội nổi dậy, âm mưu tham vọng và chủ trương lật đổ chính phủ. Và vào cuối tháng, kính thưa quý vị, Rolling Stone đã báo cáo rằng một số thành viên của Quốc hội, bao gồm các dân biểu Paul Goza, Lauren Boebert và Madison Cawthorn, đã chủ động âm mưu với nhiều người để tổ chức cuộc bạo động ở điện Capitol, đã triệu tập các cuộc họp với những người tổ chức trong thời gian đó để dẫn đến cuộc nổi dậy. Và mặc dù có những bằng chứng rõ ràng như vậy, mà vẫn không hiểu tại sao ông Merrick Garland cho đến nay vẫn không điều tra được bất kỳ nhà lập pháp nào trong số các nhà lập pháp này. Và sau cùng, nhóm Free Speech for People đã cho rằng, vì tất cả những lý do này, chúng tôi nghĩ ông Merrick Garland là một người không có đủ nghị lực và dũng cảm để tiếp tục trong cương vị Bộ trưởng Tư pháp. Vì vậy, ông hãy nên tự động xin từ chức. Chừng nào mà Donald Trump và các đồng phạm của ông ta vẫn còn ung dung tự tại ngoài xã hội, đi khắp nơi để tiếp tục rêu rao những điều dối trá và tạo rối loạn trong trật tự xã hội, thì nền dân chủ Mỹ vẫn còn gặp nguy hiểm. Người dân Mỹ cần một Bộ trưởng Tư pháp mạnh mẽ, cứng rắn và đủ khả năng để hiểu rõ mối nguy hiểm đó và sẵn sàng hành động để bảo vệ nền dân chủ và pháp quyền của chúng ta. Trong nội các hiện nay của Tổng thống Joe Biden, ông đã bổ nhiệm sai một người. Đó là ông Merrick Garland, thưa Tổng thống. Và kính thưa quý vị, một bản tin chính trị khác liên quan đến đảng Dân Chủ. Đây là một thất bại gây sốc nhất của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey, mà tôi tạm gọi là châu chấu thắng voi. Đây thực sự là một cơn ác mộng của đảng Dân Chủ. Nó đã kéo dài thêm khi mà nhà lập pháp đầy quyền lực của đảng này, đó là ông Stephen Sweeney, ông là chủ tịch thượng viện của tiểu bang New Jersey, ông là nhà lập pháp quyền lực nhất của tiểu bang này và luôn có vị trí vững chắc trong con mắt cử tri, và dường như là ông không thể nào bị hạ bệ trong suốt 40 năm qua. Nhưng mà bây giờ ông đã bị hạ bệ, mà điều ông bị hạ bệ bởi một người tài xế vô danh, là một đảng viên Cộng hòa, như là chỉ là một tài xế vô danh thôi, chẳng ai biết đến ông ta cả. Ông này đã đánh bại ông Stephen Sweeney trong cuộc chạy đua vào thượng viện tiểu bang New Jersey. Ông Stephen Sweeney tự hào là bởi vì ông có quan hệ khăng khít với các nhóm chính trị đầy quyền lực cũng như các nghiệp đoàn giàu ảnh hưởng ở New Jersey. Chính vì thế mà việc ông bị một tài xế vô danh đánh bại trong cuộc chạy đua vào thượng viện tiểu bang đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự, theo New York Times. Năm nay, kính thưa quý vị, một cái tên thách thức ông Stephen Sweeney là Edward Duer, một tài xế xe tải của hệ thống cửa hàng kinh doanh nội thất Raymore & Flanigan, ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa, là một gương mặt vô danh nếu so với vị chủ tịch thượng viện New Jersey. Nhiều người biết cuộc chiến này không khác gì châu chấu đá xe. Thế nhưng kết quả của cuộc bỏ phiếu đã tạo ra một cơn địa chấn chính trị tại tiểu bang này, khi mà vị chủ tịch thượng viện bị đối thủ đánh bại với cách biệt 4 điểm. Và thất bại của ông Stephen Sweeney là một minh chứng rõ ràng nhất về những khó khăn mà đảng Dân Chủ đang phải đối mặt, khi mà đảng này dần mất đi lá phiếu của cử tri tại các khu vực ngoại ô và nông thôn. Nhờ quan hệ mật thiết với các nghiệp đoàn trước đây, thì chương trình nghị sự ôn hòa cũng như quá khứ đã từng làm công nhân luyện thép và lãnh đạo công đoàn, thì ông Stephen Sweeney luôn nắm chắc chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử trước đây. Nhưng kể từ năm ngoái, thì sự ủng hộ mà cư dân khu vực ngoại ô và nông thôn tại tiểu bang New Jersey và Virginia dành cho đảng Dân Chủ đã nhanh chóng bốc hơi. Trước khi bị đánh bại, thưa quý vị, ông Stephen Sweeney đang nắm giữ chức chủ tịch thượng viện của tiểu bang New Jersey. Ông có khả năng gây ảnh hưởng lên quy trình lập pháp trong gần 12 năm qua
và thất bại của ông đã tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn tại cơ quan lập pháp của tiểu bang này. Và đồng nghĩa là sẽ có quá trình tái cấu trúc quyền lực và ảnh hưởng chính trị sâu rộng tại tiểu bang này. Trong ngày bầu cử 3 tháng 11, đương kim thống đốc Philip Murphy, của đảng Dân Chủ, đã suýt thua trước đối thủ Cộng Hòa Jack Ciattarelli và giành chiến thắng sát nút với cách biệt chỉ có 1,6 điểm. Còn thất bại của ông Stephen Sweeney và chiến thắng xích sao của thống đốc Murphy đã cho thấy đảng Cộng Hòa đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Và trước cuộc bầu cử vừa qua, ông Edgar Dure chỉ là một tài xế hoàn toàn vô danh và chiến dịch tranh cử của ông ta chỉ tốn vào khoảng có 2.200 Mỹ Kim thôi. Chủ yếu là những cái video tự quay bằng điện thoại của mình. Ông Edgar Dure đã đi gõ cửa từng nhà để nói về những tồn tại trong chính sách COVID-19 của thống đốc Dân Chủ Murphy và tập trung vào sự bất bình của người dân trước chi phí sinh hoạt leo thang. Thưa quý vị, đối với quyền lực trước đây của ông Stephen Sweeney ở New Jersey, nó lớn đến mức mà gần như tất cả mọi đề nghị của thống đốc tiểu bang đều cần đến sự ủng hộ và chấp thuận của ông này. Nhưng mà bây giờ với chiến thắng của một tài xế vô danh, Edward Dure đã phản ánh mong muốn sự thay đổi của công chúng tiểu bang New Jersey. Người dân họ muốn thay đổi, họ đã chán ngấy với các chính trị gia lão làng và cách thức làm việc chậm chạp lề mề của đảng Dân Chủ tại Quốc hội. Đây lại là một tiếng chuông cảnh báo đến các đảng viên Dân Chủ. Hãy đứng lên đi, song sáo làm việc lên đi, đừng ngồi đó mà cãi nhau mãi. Cơ hội sẽ không đến với các vị lần thứ hai đâu. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước sang một bản tin liên quan đến vấn đề vaccine, thuốc viên. Thì công ty Merck và Pfizer đã khởi đầu chương mới trong cuộc chiến chống COVID-19 như thế nào? Là với những công bố rất khả quan về thuốc điều trị COVID-19 dạng viên mà các công ty dược phẩm lớn của Mỹ như Merck và Pfizer đã bắt đầu. Thì từ đầu tháng 10, công ty Merck đã cho biết họ đã xin thủ tục cấp phép sử dụng ở Mỹ cho thuốc điều trị COVID-19 có tên là Bonubiravir. Và đến hôm 5 tháng 11, thì công ty Pfizer cũng tiếp bước với sản phẩm thuốc viên có tên là Paxlovid. Cả hai loại thuốc viên này đều là thuốc kháng COVID-19 bằng cách giảm khả năng virus phát triển trong cơ thể, từ đó làm chậm tốc độ tiến triển của căn bệnh. Và phương pháp điều trị của công ty Merck và Pfizer yêu cầu sử dụng trong 5 ngày. Thuốc Paxlovid của Pfizer dùng 3 viên mỗi buổi sáng và 3 viên vào buổi chiều. Còn thuốc Monubiravir của Merck thì uống 2 lần trong ngày, cũng giống giờ như vậy nhưng mà với số lượng là 4 viên một lần. Và tại nước Anh thì thuốc Monubiravir của Merck đã được phê duyệt với tên gọi là Lagevrio. Và cơ quan y tế hôm 4 tháng 1 đã cho phép sử dụng loại thuốc này trên những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bệnh đang diễn tiến nặng, đặc biệt là những người già, những người béo phì và những người đang bị tiểu đường. Còn các cơ quan y tế của Mỹ và cơ quan dược phẩm châu Âu EMA đang xem xét thuốc Bonubiravir của Merck và đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để sớm thông qua. Riêng đối với công ty Pfizer thì mức giá dành cho Paxlovid chưa được công bố. Tuy nhiên hãng dược phẩm Mỹ cam kết về một mức giá được gọi là giá phải chăng và tuân thủ phương pháp định giá theo từng cấp độ dựa trên mức thu nhập của từng quốc gia. Và kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào một bản tin quan trọng vừa xảy ra vào cuối tuần. Đó là việc Quốc hội đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng với trị giá 1.200 tỷ Mỹ Kim, mang lại chiến thắng lớn cho Tổng thống Joe Biden. Quốc hội đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1.200 tỷ Mỹ Kim, là vấn đề chính trong chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Joe Biden sau nhiều tháng thảo luận gay gắt và thậm chí cả chia rẽ trong nội bộ giữa các đảng viên Dân Chủ với nhau. Và số phiếu cuối cùng là 228/206, trong đó có 13 đảng viên Cộng Hòa đã bỏ phiếu với đa số đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật và chỉ có 6 đảng viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu phản đối. Dự luật hiện đang được chuyển đến bàn của Tổng thống để được ký thành luật để thông qua. Kính thưa quý vị, đạo luật đã được Thượng viện thông qua vào tháng 8
nhưng bị đình trệ tại Hạ viện khi mà đảng Dân Chủ cố gắng đàm phán một thỏa thuận khác về gói kinh tế trị giá 1.750 tỷ Mỹ Kim. Đây là một dự án riêng biệt, một dự luật ngân sách mà nhiều đảng viên Dân Chủ đã ràng buộc với số phận của dự luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ. Đạo luật được thông qua vào tối thứ Sáu sẽ cung cấp 550 tỷ Mỹ Kim đầu tư mới của liên bang vào cơ sở hạ tầng của Mỹ trong vòng 5 năm, bao gồm đường xa lộ, các cây cầu, các phương tiện vận tải hành khách công cộng, đường sắt, sân bay, bến cảng và đường thủy. Và gói này bao gồm khoản đầu tư 65 tỷ Mỹ Kim vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng, băng thông rộng, tức là Internet của quốc gia, và đầu tư hàng chục tỷ Mỹ Kim vào việc cải thiện hệ thống lưới điện và nước. Và 7,5 tỷ Mỹ Kim sẽ được dùng để xây dựng mạng lưới bộ sạc dành cho xe chạy điện trên toàn quốc. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngay trước nửa đêm để chúc mừng bà về việc thông qua được dự luật cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, những lợi ích chính trị ngay lập tức mà Tổng thống có thể gặt hái được là không chắc chắn lắm. Đó là bởi vì, kính thưa quý vị, người Mỹ đang gặp khó khăn với lạm phát, với gián đoạn chuỗi cung ứng và đại dịch vẫn còn đang tiếp diễn trên toàn quốc. Và một viễn cảnh với những cây cầu mới sẽ được xây lên hay là thay thế những ống chì trong những năm tới có thể không sớm thay đổi được tình cảm của công chúng. Dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là cuộc trưng cầu dân ý về đảng cầm quyền còn một năm nữa mới đến. Và các chiến lược gia đảng Dân Chủ, họ cho biết rằng họ hy vọng sự thành công của dự luật cơ sở hạ tầng kết hợp với gói ngân sách trị giá 1.750 tỷ Mỹ Kim sắp tới chắc chắn sẽ mang lại cho đảng Dân Chủ của họ một điều gì đó để hoạt động trong năm tới, bằng cách cho cử tri thấy rằng những gì mà các nhà lập pháp đảng Dân Chủ có thể cung cấp được cho người dân Mỹ nếu họ vẫn tiếp tục được nắm quyền. Nhưng dường như các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, họ vẫn quên một điều. Đó là tác động của dự luật cơ sở hạ tầng sẽ không trở nên hữu hình đối với các cử tri trong nhiều năm tới. Dù vậy, vẫn có một số thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện, họ đã tức giận bởi vì một số người ôn hòa, điển hình là ông Joe Manchin và bà Kirsten Sinema, đã yêu cầu dự luật kinh tế trị giá 1.750 tỷ Mỹ Kim này phải được văn phòng ngân sách quốc hội ước tính chi phí, và đây là một quá trình có thể mất nhiều tuần lễ, sẽ kéo dài lâu hơn. Và kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước sang một bản tin khác liên quan đến vấn đề vaccine cũng như vấn đề du lịch của thế giới và của đất nước Hoa Kỳ. Đó là Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa trở lại cho khách du lịch từ thế giới vào ngày hôm nay 8 tháng 11. Sau 20 tháng đóng cửa về thế giới, thì đặc biệt là ngành du lịch Hoa Kỳ đã bắt đầu mở cửa đón khách du lịch từ thế giới vào ngày hôm nay thứ 28 tháng 11. Hoa Kỳ phần lớn đang mở cửa rộng rãi ở nhiều tiểu bang, mặc dù có một số hạn chế ở một số tiểu bang riêng và địa phương cũng như đang được áp dụng. Ví dụ, có những quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở các không gian công cộng trong nhà như ở tiểu bang Hawaii, Illinois, New Mexico, Nevada, Oregon và Washington. Và ở một số thành phố khác bao gồm New York và San Francisco, thì có các yêu cầu về vaccine đối với không gian công cộng trong nhà, bao gồm cả nhà hàng ăn uống. Đối với tất cả những người khách du lịch quốc tế, họ nếu muốn đến nước Mỹ trong thời gian kể từ ngày hôm nay trở đi, thì kính thưa quý vị, họ cần phải hiểu rằng muốn đến được nước Mỹ thì họ phải chích ngừa đầy đủ 2 mũi vaccine. Đây là yêu cầu quan trọng nhất đối với tất cả các du khách quốc tế muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Riêng trẻ em dưới 18 tuổi thì được miễn yêu cầu chích ngừa. CDC thì có đầy đủ các yêu cầu về du lịch hàng không trên trang web của mình. Du khách phải đáp ứng các tiêu chí của CDC về chích ngừa vaccine, giấy và tài liệu kỹ thuật số được chấp nhận. Các hãng hàng không có trách nhiệm thu thập và xác minh thông tin này từ hành khách trước khi họ bước lên máy bay. Du khách đi máy bay, dù đã chích đủ 2 mũi rồi, vẫn cần phải xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày, kể từ khi chuyến bay của họ khởi hành đến Hoa Kỳ. Tất cả các hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên đều phải được kiểm tra bất kể quốc tịch nào. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới dự đoán sự gia tăng khối lượng đi lại và thời gian chờ đợi tại các bến đò và bến phà
cũng như tại các phi trường, đồng thời khuyến khích du khách chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi. Thưa quý vị, đối với vấn đề tài liệu kỹ thuật số và giấy được chấp nhận, để làm bằng chứng đã có chích ngừa không cần phải bằng tiếng Anh. Và kính thưa quý khán thính giả, bước sang một bản tin thế giới liên quan đến Hoa Kỳ và Đài Loan, thì Quốc hội Hoa Kỳ đang gây áp lực để Tổng thống Joe Biden phải lên tiếng bảo vệ Đài Loan. Hành vi hung hăng của Trung Quốc đang khiến cho các nhà lập pháp lo ngại. Nhưng mà một chiến lược mới của Mỹ có thể sẽ thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Các hành động khiêu khích quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan và các thông điệp hỗn hợp của Tổng thống Joe Biden đang gây ra một cuộc tranh luận trên đồi Capitol về việc có nên áp dụng một tư thế chính thức tích cực hơn. Đó là bao gồm khả năng cho phép Tổng thống Joe Biden quyền đánh phủ đầu, sử dụng vũ lực nếu Bắc Kinh xâm lược đảo quốc Đài Loan hay không. Kính thưa quý vị, qua các cuộc thảo luận giữa Quốc hội và Tòa Bạch Ốc nhằm thúc đẩy nỗ lực của lưỡng đảng để loại bỏ chiến lược mơ hồ đã chi phối quan điểm của Hoa Kỳ đối với cuộc xung đột trong hơn 4 thập niên qua. Học thuyết chiến lược mơ hồ được ghi trong đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979 đã quy định rằng Hoa Kỳ vẫn nên bảo vệ Đài Loan trước một cuộc tấn công hoặc xâm lược của Trung Quốc. Nhưng việc Quốc hội chủ động thúc đẩy Tổng thống Joe Biden và giao thêm quyền khởi động chiến tranh có thể phá vỡ những nỗ lực đang diễn ra của Quốc hội và chính quyền Joe Biden nhằm hạn chế quyền hạn bắt đầu chiến tranh của một vị Tổng thống Mỹ. Và việc phá hoại hiện trạng của Đài Loan có thể bị Bắc Kinh coi là một hành động khiêu khích thay vì răn đe. Thượng nghị sĩ Jim Risch của Idaho, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, đã cho biết rằng điều này cần một phản ứng trực tiếp từ tất cả chúng ta và nên được diễn đạt đúng cách, bởi vì có một sự mất cân bằng đang rất mong manh ở đây. Và chúng ta đã duy trì sự cân bằng mong manh đó trong rất nhiều năm qua và chúng ta cần phải có một sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, chính những phát biểu của Tổng thống Joe Biden mới là nguồn gốc của một số sự việc không chắc chắn về lập trường của Hoa Kỳ, khi mà gần đây ông Tổng thống Joe Biden đã có nói rằng chúng tôi có cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hoặc xâm lược quốc đảo này. Nhưng mà điều này dường như mâu thuẫn với chính sách chiến lược mơ hồ của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các quan chức Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng làm rõ vấn đề rằng Tổng thống Joe Biden không thông báo thay đổi chính sách và ông đã chỉ đang nhắc lại lời cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Đài Loan mà thôi. Nhưng nhiều đảng viên Cộng Hòa và thực sự là một số đảng viên Dân Chủ nữa thì họ đã hy vọng rằng trên thực tế thì Tổng thống Joe Biden đang thông báo về một sự thay đổi mới. Dân biểu Elaine Luria, Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Hạ viện, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Quốc hội nên xem xét gửi cho Tổng thống Joe Biden một ủy quyền dự phòng cụ thể để sử dụng lực lượng quân sự nhằm bảo vệ Đài Loan. Và hành động đó sẽ xóa bỏ một chiến lược mơ hồ và cho phép Tổng thống phản ứng ngay lập tức trước một cuộc tấn công hoặc xâm lược của Trung Quốc mà không cần đợi Quốc hội ủy quyền. Nếu chúng ta can thiệp theo cách hạn chế phạm vi xung đột, ngăn Trung Quốc xâm lược Đài Loan hoặc răn đe họ, thì chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến toàn diện lớn hơn. Và kính thưa quý khán thính giả, có một bản tin liên quan đến yêu cầu vaccine mới của Tổng thống Joe Biden đã bị một tòa phúc thẩm liên bang chặn lại. Thưa quý vị, một tòa án phúc thẩm gồm có 3 thẩm phán liên bang, mà trong đó có 2 người đã được Donald Trump bổ nhiệm, cho biết quy tắc yêu cầu chích ngừa và xét nghiệm cho những nơi làm việc lớn có hơn 100 nhân viên có thể có các vấn đề nghiêm trọng về luật pháp và hiến pháp. Và chính vì vậy, họ đã tạm thời chặn quy định về vaccine của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với các nhà tuyển dụng lớn từ ngày thứ Bảy. Một nhóm các công ty đã kiện cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào hôm thứ Sáu để tìm kiếm một lệnh cấm chống lại các quy tắc vaccine của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tòa án đã cho chính quyền Tổng thống Joe Biden đến 5 giờ chiều ngày thứ Hai hôm nay
để trả lời yêu cầu của các nguyên đơn về một lệnh cấm vĩnh viễn ngăn quy tắc vaccine mới có hiệu lực. Yêu cầu được đệ trình bởi một nhóm người sử dụng lao động và một số tổng trưởng lý các tiểu bang Cộng Hòa, những người cho rằng quy tắc này là vi hiến. Thưa quý vị, đối với quy tắc mới của Tổng thống Joe Biden, nó không thực sự là một quy định bắt buộc, bởi vì nó cho phép người lao động trải qua cuộc kiểm tra hàng tuần thay cho việc chích vaccine phòng chống COVID-19. Và Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, gọi tắt là OSHA, OSHA, đã cho những người chủ thuê mướn lao động có ít nhất là 100 công nhân cho đến ngày 4 tháng 1 để khai triển và thực thi các chương trình chích vaccine hoặc xét nghiệm cho công nhân của họ. Và những người không làm như vậy có thể bị phạt khoảng 14.000 Mỹ Kim cho các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và 137.000 Mỹ Kim cho các trường hợp vi phạm cố ý hoặc lặp lại. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lập luận rằng quy tắc vaccine mới là cách tốt nhất để bảo vệ những người lao động vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong vì COVID-19. Và quy định này đã có hiệu lực trong nhiều tháng qua. Và vụ kiện được đệ trình không có gì gây ngạc nhiên lắm, bởi vì các đảng viên Cộng hòa cấp cao, họ đã thề là sẽ chống lại nó từ trước đến nay rồi. Và luật an toàn về sức khỏe nghề nghiệp cho phép Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Hoa Kỳ có khả năng theo đuổi các quy tắc như vậy trong các trường hợp khẩn cấp. Và các quan chức cơ quan này lập luận rằng quy định này là phù hợp với pháp luật. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận chính trong chương trình hôm nay. Tôi viết một bài có nhan đề là Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là ai? Kẻ mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Kính thưa quý vị, thật sự tôi không mặn mà lắm, không thích đọc tin tức hay viết bình luận với những tin tức hay biến chuyển từ Việt Nam. Tôi chỉ thích viết về chính trị Mỹ, chính trị thế giới. Bởi vì tôi biết rằng những loại tin tức từ Việt Nam dưới chế độ Cộng sản hiện nay toàn là những chuyện đau lòng, những chuyện trái tai gai mắt, những chuyện cường hào ác bá, ức hiếp dân lành, hèn với giặc nhưng mà ác với dân, tham nhũng từ nhiều cấp độ, từ trên cao xuống tận dưới thấp. Chúng ăn cả mồ hôi nước mắt của dân nghèo, mà mở miệng ra là chỉ toàn là những thứ giáo điều rập khuôn. Nhưng mà khi tôi đọc được một bài báo từ tờ The Guardian của Anh, khi họ loan tin trường cao đẳng Linacre thuộc Đại học Oxford sẽ đổi tên để vinh danh người đàn phụ nữ giàu nhất Việt Nam, đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Sau khi bà này đề nghị ủng hộ cho trường này số tiền khổng lồ, trị giá 155 triệu bảng Anh. Số tiền donation này, nó có giá trị tương đương với khoảng 210 triệu Mỹ Kim. Còn nếu tính tiền Việt Nam, thì nó vào khoảng 4.800 tỷ đồng. Thưa quý vị, donation là gì? Donation có nghĩa là ủng hộ, hay gần như là cho không, vô điều kiện, và bên nhận có quyền làm bất cứ chuyện gì đúng sai, tốt xấu với số tiền đó. Và dĩ nhiên, sau khi ủng hộ thì người quyên tặng số tiền đó, ủng hộ số tiền đó, họ cũng không có quyền hạn gì để kiểm tra hay là có cái quyền được biết tiền đã xài vào những chuyện gì. Donation là cho người ta rồi người ta muốn làm gì người ta làm, mình không có quyền biết đến nữa. Thưa quý vị, nghe qua thấy thật đơn giản. Một bên có tiền dư giả, không biết xài tiền vào chuyện gì, đem đi tặng khơi khơi 210 triệu Mỹ Kim. Và bên nhận thì họ cũng làm một nghĩa cử thân thiện để đền đáp. Họ nói rằng sau khi nhận được khoản quyên góp đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, thì họ sẽ tiếp cận hội đồng cơ mật của nước Anh để xin phép đổi tên một trường của họ từ Linacre College thành Thảo College.
để ghi nhận món quà mang tính bước ngoặt này. Có nghĩa là chờ khi nào mà 50 triệu đầu tiên đến tay họ rồi, thì họ mới xúc tiến việc họp bàn để tính chuyện xin đổi tên trường để đền đáp. Có qua thì có lại. Theo tờ The Guardian, họ còn ghi rõ là tên tuổi của bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ sớm được nhiều người biết đến rộng rãi ở Vương quốc Anh, cũng như tại Việt Nam hay là trên toàn thế giới. Sau khi mà khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh được chuyển đến Đại học Oxford, hoàn tất từ công ty mẹ Sovico Group của bà Phương Thảo. Trước khi đi sâu hơn, để mổ xẻ một hành động gây phẫn nộ, đáng khinh bỉ, mà tôi tạm đặt tên là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Thưa quý vị, chúng ta cần tìm hiểu tại sao bà Phương Thảo này lại muốn ủng hộ 155 triệu bảng Anh. Tại sao không là một số tiền nào khác? 2-30 triệu, 5-70 triệu hay là 2-300 triệu mà lại phải là 155 triệu? Và tại sao bên được hưởng món quà từ trên trời rớt xuống này lại phải là Oxford University của Anh quốc, chứ không phải là một trường đại học nào khác, tại một quốc gia nào khác? Thưa quý vị, trường cao đẳng Linacre College, đây là nơi nhận khoản quyên góp lớn này, được thành lập vào năm 1962. Được đặt theo tên của nhà nhân văn, nhà khoa học y tế và là nhà cổ điển thời phục hưng Thomas Linacre. Trường này thực tế không phải là một trường đào tạo, mà chỉ là một trường nội trú, tiếng Anh là Residential College. Nghĩa là Linacre College thực chất chỉ là một nơi cung cấp nơi ăn trốn ở, sinh hoạt, cung cấp những dịch vụ như là catering service, canteen, chỗ ăn uống, giặt ủi, thư viện, quầy bar uống rượu, tổ chức sinh nhật, tiệc cưới cho những người đang học tại các chuyên khoa của Đại học Oxford. Và Đại học Oxford họ có đến 45 trường nội trú như vậy, 45 residential college này. Và chỉ cần đổi tên một trường nội trú chuyên cho sinh viên ăn ở để có được 155 triệu bảng Anh thì thật Đại học Oxford họ không có gì lời bằng. Chính vì vậy, trong tương lai, cho dù Linacre College có đổi tên thành Thao College theo tên của bà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo này, thì chức năng hoạt động của nó, của trường nội trú này, vẫn sẽ không thay đổi. Nơi này vẫn chỉ là một khu nội trú dành cho họ sinh viên ăn ở, sinh hoạt, giải trí, thể thao, văn nghệ, chứ không có chức năng đào tạo gì cả. Và nếu trong những năm sắp tới, nếu có một ông tỷ phú nào hay một bà tỷ phú nào đó, người nước ngoài hay người Việt, thích chơi nổi lấy tiếng ngu, có tiền mà không biết xài vào chuyện có ích nào, có thể họ sẽ sẵn sàng bỏ ra 160 triệu bảng Anh để donate cho trường đại học này, thì chắc chắn rằng Đại học Oxford sẽ sẵn sàng ném bỏ cái bản tin Thảo College vào thùng rác để đưa lên một cái bản tên mới, với thí dụ như là Michael College hay là Jennifer College. Nó cũng không có gì là lạ. Ai đưa ra mức tài trợ kỷ lục nhiều tiền hơn thì tên của người đó sẽ được xướng danh. Đó là chuyện bình thường. Kính thưa quý vị thính giả, quay trở lại với bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Với tập đoàn Sovico là công ty mẹ mà bà này làm chủ tịch, có những hoạt động kinh doanh như là thăm dò dầu khí ngoài khơi, tài trợ nhiên liệu hóa thạch chủ yếu là than đá, đã lập ra hãng hàng không tư nhân Vietjet Air và ngân hàng Handelsbank. Tôi không đi sâu vào chi tiết về con đường kinh doanh, cách kiếm tiền của bà Phương Thảo. Đó là chuyện cá nhân. Ai giỏi việc kinh doanh, biết tính toán, biết làm ăn, được thu nhập cao, đó là chuyện bình thường. Mà tôi chỉ muốn tóm tắt là bà Phương Thảo thường được biết đến với cái tên là Madam Thảo. Hiện là nữ tỷ phú đầu tiên và duy nhất của Việt Nam với khối tài sản ước tính khoảng 2,7 tỷ Mỹ Kim.
từ hãng hàng không Vietjet, là hãng hàng không do bà sáng lập và điều hành. Bên cạnh một đế chế tài sản khổng lồ trải dài từ những tòa nhà chọc trời tại Sài Gòn cho đến các khu nghỉ dưỡng 5 sao dọc các bờ biển trên cả nước, cũng như việc thăm dò dầu khí ngoài khơi và tài trợ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã kiếm được phần lớn tài sản của mình từ hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air do Sovico kiểm soát. Và tập đoàn này cũng là cổ đông lớn nhất của HD Bank trong hội đồng quản trị mà bà giữ vai trò phó chủ tịch. HD Bank là nhà tài chính của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước của Cộng sản. Tôi cảm thấy khó hiểu với câu tuyên bố của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại Đại học Oxford, khi mà bà công bố thỏa thuận của sự tài trợ rằng: "Tôi tin rằng sự hợp tác lâu dài với Đại học Oxford sẽ mang lại những cơ hội mới và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng." Thưa quý vị, cộng đồng nào ở đây? Cộng đồng người Anh? Cộng đồng thế giới? Hay cộng đồng người Việt tại Anh? Hay cộng đồng người Việt? Chắc có cộng đồng nào ở đây cả. Bởi vì qua tìm hiểu tôi mới biết rằng con trai của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tommy Nguyễn, đang theo học ngành quản lý kinh tế tại Oxford. Chẳng lẽ số tiền lo cho con trai du học nó lại lớn hơn số tiền 155 triệu bảng Anh cần phải ủng hộ cho họ hay sao? Thưa quý vị, nói đến số tiền ủng hộ khổng lồ này cho trường cao đẳng Linacre, thì đây là khoản quyên góp lớn nhất được trao cho Đại học Oxford trong ít nhất 500 năm qua. Như vậy tại sao không làm một số tiền nào khác mà lại cứ phải là con số lẻ 155 triệu bảng Anh? Xin thưa quý vị, với con số 155 triệu thì nó mới có thể được ghi vào lịch sử, mới có thể vượt qua được kỷ lục trước đó là 150 triệu bảng Anh do một tỷ phú người Mỹ Stephen Schwarzman tài trợ vào năm 2019 cho đại học này. Còn vai trò của Sovico Group tại Việt Nam của bà Phương Thảo trong các dự án dầu khí ngoài khơi khác nhau ở lưu vực Việt Nam và sự tài trợ cho các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, đã khiến cho tổ chức công bằng khí hậu của Đại học Oxford nổi giận. Họ cho biết rằng, chúng tôi rất giận khi được biết trường cao đẳng Linacre coi trọng tiền bạc hơn sức khỏe con người, đã chấp nhận đóng góp từ Sovico Group, một công ty có hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch đe dọa sự tồn tại của hành tinh chúng ta. Nhưng mà bà này cũng không vừa. Thưa quý vị, bà Phương Thảo và trường phía trường cao đẳng Linacre, họ đã lường trước được sự chỉ trích đó. Nên trong bản thỏa thuận ủng hộ số tiền 155 triệu bảng Anh, cả hai bên đều có nhấn mạnh cam kết sẽ đạt tới mức phát thải khí carbon xuống bằng không vào cuối năm 2050. Đây thật sự là một lời hứa sáo rỗng, một lời nói láo, hứa cho có và xem thường mọi người. Thưa quý vị, năm nay chúng ta đang sống trong năm 2021. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo năm nay hiện là 51 tuổi. Và các nhân vật lãnh đạo của trường cao đẳng Linacre và Đại học Oxford thì ai cũng lớn tuổi hơn bà Thảo cả. Ai trong số họ sẽ còn sống đến năm 2050? Để làm nhân chứng cho việc phát thải khí carbon xuống bằng không vào năm đó. Đúng là nỗi láo. Như vậy, quý tín giả giờ đây đã hiểu tại sao bà Phương Thảo lại chọn Đại học Oxford để ủng hộ số tiền khổng lồ 155 triệu bảng Anh. Bởi vì đây là nơi con trai của bà đang theo học. Và 155 triệu thì nó lớn hơn số tiền lớn nhất từng được ủng hộ bởi tỷ phú người Mỹ Stephen Schwarzman với con số 150 triệu bảng Anh. Và một khi trường cao đẳng Linacre đổi tên, thì cái tên Tao College sẽ hiện diện trên đất nước Anh và lịch sử của nước Anh ít nhất vài chục năm, hay hàng trăm năm nữa, hay cho đến khi nào mà có một người giàu có nào đó
họ sẵn sàng bỏ ra 160 triệu bảng Anh để xô ngã kỷ lục này của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Điều đó sẽ xảy ra thôi. Chắc chắn, kính của thưa quý vị, tôi sẽ không bao giờ viết bài bình luận này về cách mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng này của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Nếu Việt Nam mình, quê hương tôi là một quốc gia phát triển, phú cường như là Australia, New Zealand, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan. Nếu trên đường phố Việt Nam chỉ thấy là đa số là xe hơi, không còn thấy xe máy. Nếu Việt Nam không có cảnh những người nghèo xếp hàng, chờ nhận vài ký gạo hay những hộp cơm từ thiện. Nếu Việt Nam mình không có cảnh những học sinh phải bơi qua sông để đến những lớp học nghèo nàn, thiếu thốn. Nếu Việt Nam có được một hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân như là các quốc gia phương Tây. Nếu ở Việt Nam mà người dân nào cũng có nhà để ở, chứ không phải hàng chục con người phải chen chúc nhau trong có mấy mét vuông. Nhiều chữ nếu lắm mà tôi không thể kể ra hết ở đây được. Cách mua danh 155 triệu bảng Anh để có được cái danh xưng Town College đã được ghi lại trong lịch sử nước Anh, là người phá kỷ lục về tài trợ để thằng con trai nó được nở mặt nở mày với bạn bè thầy cô của nó trong đại học Oxford, là kiểu chơi nổi lấy tiếng ngu, là một hành động đáng phỉ nhổ. Cho dù có tốn kém đến 3 vạn hay 155 triệu bảng Anh, đó cũng chẳng phải là một thứ danh thơm tiếng tốt xứng đáng cho người đời ngợi khen ca tụng. Thưa quý vị, vấn đề chính mà tôi muốn nói đến ở đây là sự nhận thức và hiểu biết của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Tôi muốn gửi đến bà ấy những lời thật lòng. Bà hãy nhìn lại đất nước của bà đi, Việt Nam của chúng ta, một đất nước vẫn còn nghèo lắm. Những học sinh không có trường để học, không có ghế để ngồi học, không có những cây cầu để bắc qua những con sông với nước cuồn cuộn chảy xiết. Những đứa nhỏ phải chui vào bao ni lông cột miệng lại cho khỏi ướt, để cho người lớn bơi đẩy chúng qua sông để đến trường. Những ngôi trường ọp ẹp xây bằng tranh vách đất. Bà hãy nhìn lại đi, những đứa trẻ lấm lem, quần áo rách nát, ngồi chồm hổm dưới đất để học. Bà hãy nhìn ngoài đường phố đi, các cụ ông cụ bà mắt lem nhem đi bán từng tờ vé số, chờ nhận từng hộp cơm từ thiện, từng bó rau muống để sống qua ngày trong đại dịch chết người. Và còn nhiều lắm, hàng triệu mảnh đời cơ nhở trên đất nước của bà, của tôi. Nếu bà có quá nhiều tiền, không biết dùng vào việc gì cho vơi bớt những đồng tiền cơ hội của bà, thì tôi chỉ cho bà đó. Hãy đóng góp cùng chính quyền đi, để mua vaccine chích cho dân nghèo, để được ngàn đời ghi công là Town Vaccine, ngay trên chính đất nước của bà, thay vì là Town College, trên xứ sở sương mù, một nước Anh xa xôi. Hãy dùng những đồng tiền trong số 155 triệu bảng Anh, là 4.800 tỷ đồng đó, để làm những chuyện có ích cho đời, cho đất nước còn nghèo của bà, để xây lên những cây cầu, các trường học, các lớp học trên khắp mọi miền nghèo khó của đất nước này. Hãy lập nên những trung tâm để chăm sóc cho người già cả, neo đơn, không con cháu, không chỗ trú thân. Hãy đem đến cho hàng triệu bữa ăn cho những con người bệnh tật, khốn cùng. Họ không còn sức lao động, họ không có người thân, chỉ biết sống vào lòng hảo tâm, vào lòng từ thiện của những người tuy không giàu như bà, nhưng mà tấm lòng và nghĩa tình cũng như hành động của họ, nó còn đáng trân trọng và cao quý hơn hành động chơi nổi lấy tiếng ngu, mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng của bà gấp nhiều lần. Những người có lòng hảo tâm ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, họ giúp người khốn khó chỉ với mong muốn thật đơn giản, bình thường. Đó là lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Họ chỉ có khả năng để đóng góp, để chia sẻ chỉ với vài chục ngàn đồng Việt Nam
vài trăm ngàn hay vài triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà nghĩa cử và tấm lòng của họ, công đức của họ, con cháu hưởng mấy đời ăn không hết. Nó khác với hành động chơi nổi lấy tiếng ngu, đem hàng ngàn tỷ đồng để dâng tặng cho một trường đại học xa xôi, cách quê hương của bà Phương Thảo mười mấy ngàn cây số. Chỉ vì có một thằng con đang du học ở đó, và muốn tên mình sẽ lưu lại lịch sử tại nước Anh qua bao đời sắp tới. Bà không nghĩ rằng những người nhận được tiền ủng hộ đó họ sẽ cười vào mặt bà hay sao? Bởi vì họ biết rõ nội tình nước Việt Nam nhiều hơn bà. Họ biết Việt Nam vẫn là một còn là một quốc gia còn nghèo và đang phát triển. Họ biết Việt Nam còn những người nghèo đang còn thấy nhan nhản khắp nơi trên cái dải đất hình chữ S này. Trong đại dịch mà chính quyền Cộng sản còn phải đi xin tiền của người dân để góp tiền mua vaccine mà. Sao không lấy tiền đó để giúp dân mình đi mua vaccine? Mà đem chuông đi đánh xứ người làm chi vậy, bà Nguyễn Thị Phương Thảo? Thưa quý vị, dùng chữ cho đúng hơn, với bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong trường hợp này thì phải nói là mua danh 155 triệu bản Anh, bán danh 3 đồng bằng tiền Việt Nam. Người Việt khắp nơi, từ trong nước đến hải ngoại, họ đang cười khinh bỉ và phỉ nhổ vào thối học làm sang, trật đường rầy của bà. Mặt mày đẹp đẽ sáng sủa như vậy, mà sao không thấy sáng trí chỗ nào? Có lẽ đây là kết quả của một nền giáo dục chấp phá, ích kỷ, dưới một chế độ cộng sản, với phương châm sống chết mặt bay, tiền bà bỏ túi. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.